Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phương Dưỡng đến từ kênh YouTube Pelechon. Sắp tới tôi sẽ tham gia chương trình thử thách của Zoomilai. Nhân sự kiện thử thách của Zoomilai thì tôi sẽ tạo ra nhiều mini game để tặng những fan của tôi, những người yêu quý tôi, những món quà hấp dẫn. Đó. Vì vậy các bạn hãy tải Zoomilai ngay bây giờ và theo dõi ID tài khoản của tôi trên Zoomilai, đó là 8888888. Đấy, tài khoản này tài khoản VIP trên Zoomilai nha các bạn nha. Thì các bạn bấm theo dõi tài khoản Zoomilai của tôi thì các bạn sẽ được nhận thông báo khi tôi livestream thử thách ở trên Zoomilai, và các bạn cũng có thể trò chuyện với tôi ở trên Zoomilai. Với cả các bạn có thể nhận thông báo khi tôi gọi là tạo ra những mini game. Thì tôi bật mí trước nhá, cái mini game này sẽ có rất nhiều phần quà hấp dẫn và giá trị. Đó, nói chung là phần quà rất hấp dẫn. Các bạn hãy nhanh tay tải Zoomilai về và theo dõi ID của tôi để tham gia những mini game của tôi nhá. Hẹn gặp lại các bạn trên Zoomilai.